tới rồi quý vị, nhưng mà còn sớm. Còn sớm, bây giờ đậu cái xe ở đó và ông xã với Miêu đi bộ lên ở trước khách sạn, nói với người ta là khi nào mà phòng xong thì mình sẽ tới ha. Trước mặt Miêu là biển đó quý vị ơi. Buổi tối đây là cái đó là của đài truyền hình quý vị, buổi tối đây sẽ có nhạc rất là lớn, rất là hoành tráng luôn á. Nằm ở bên trái. Dài, biển trải dài như vậy luôn, dài vô tận vậy luôn á. Ở mé bên trong này là nhà hàng đó quý vị. Tất cả bên trong này là nhà hàng, ở bên ngoài này cũng vậy. Toàn bộ là nhà hàng ngồi. Trong với ngoài đây là đầy luôn. Buổi tối nhìn đẹp lắm quý vị. Tới rồi mới vô ở đây á quý vị. Ở trên cái block này nha. Giờ đi vô nói với họ là mình đã tới rồi, để mình lấy chìa khóa gara để mình vô. Là 4 sao nha quý vị nha. Trời ơi, ông xã mình làm bất ngờ quá. Có nhiều chương trình gì đây, hay quá. Đi vào lấy chìa khóa. Rồi bây giờ thì chờ người ta tới, người ta cho chìa khóa cho mình. Chỗ buổi sáng mình ăn sáng ở đây chắc, bên trong này. Giờ để đồ vô trong khách sạn rồi, phải chạy lại chỗ mà parking đậu xe quý vị ơi. Không có đơn giản xíu nào. Tại vì trước và sau lưng khách sạn người ta đậu kín hết rồi. Bây giờ mình đi đậu cái chỗ mà riêng của khách sạn á. Trời ơi, cái gì đâu mà đưa 2-3 lớp chìa khóa luôn, thấy ghê quá. Khách sạn họ có cái parking private riêng, ở chỗ riêng. Thường thường mà người bệnh như vậy thì mình có thể đậu ở khắp nơi, không có trả tiền. Nhưng mà người ta đậu kín hết rồi quý vị, mùa hè mà. Rồi, ở trên đó mình lái ngược xuống đây. Khốn khổ không quý vị? Đi cái chỗ đậu xe thôi, khổ cực vậy đó. Có hotel tuốt ở trên đó, chạy vòng xuống đây, xuống đây. Cái hotel mà tới 4 sao luôn mà đi đậu xe cực vậy đó quý vị. Đây không có chỗ mà liền luôn với nó, không có đâu ha. Ở đây biển à, mình không có thể chỗ nó, sao không có tầng hầm ở dưới mình cũng không biết. Mình đi nghe nè. Mình speed ở đây cả tuần này. Giờ phải lái tuốt ra ngoài đường trở lại. Tới ngỡ ngay cái bảng đen này, bà nói đây. Phải qua hai lớp cửa mình mới đi vô trong được nha quý vị. Nghe cái bảng đen đen này đây. Giờ chui vô cái cửa rồi. Giờ phải qua cái cửa thứ nhất. Đắc yên. Rồi nó mở ra. Rồi còn qua cửa nữa. Ây dài dài, sao mà khó khăn. Rồi, ở đây ta bấm thêm cái lỗ thứ hai nữa. Anh Đan, mình thấy cái cửa nào mở là cái đó của mình. Đây, thằng này nó đang mở lên đây là mình có quyền đi vô đó. Nó có số nè. Mình bấm cái lần thứ hai, cái cửa nào nó mở là mình có quyền đậu trong đó. Rồi, xong. Rồi, đi bộ lè lưỡi chở qua bên đó lại ha. Ở đây họ có tổng cộng 14 cái gara. 14 cái gara quý vị. Lúc mà mình bấm cái cửa đằng kia đó, có cái gara nào đó, là mình chui vô gara đó ha. Rồi giờ đi bộ lè lưỡi chở ngược lại lại ngoài đường. And honey, you will duck in a duck velvet dress. We're gonna zook eat the blood of trad big bear and we're packed out to the. And then mình thấy cái xe nó đi, cái xe có nhạc quý vị. Ngộ quá hả? Nó làm gì cái xe có nhạc? Ha, nó ngồi trên cái xe có nhạc đó quý vị. Một quát to the port big of nế. Have you do for the port big of nế? Rồi bây giờ đi bộ chở ngược trở lại ha.
mình đi bộ trở ngược lại, mình đi ngược trở lại lại chỗ đằng đó. Dạ, Meditrap mình đi bộ ngược trở lại, nguyên cái xe nhạc nữa nè quý vị ơi. Hồn ào thấy ghê, mấy tụi thanh niên nó chơi mắc cười. Mấy đứa nhỏ nó mướn cái xe gì nè quý vị, khi nào nó đạp mạnh thì nhạc mạnh, nó đạp nhẹ nhạc nhẹ. Mà hay nó không đạp là không có nhạc luôn á quý vị. Thành ra nếu nó đi nguyên một nhóm vậy nó mướn cái xe này nó đạp ha. Ngồi chỗ nó uống nước, nó đạp là có nhạc lên luôn á, vui không? Rồi bây giờ mình nhận phòng nha. Mình sẽ đi vào phòng quý vị. Đây là cái cửa. Cửa mình bước vô. Mình bước vô đây thì có cái, ở đây có một cánh cửa. Rồi đi Soviética Kinnik Open the Under the. Ở đây là cái nút mở đèn, chắc mình vô nghĩ như vậy. Cái cửa kia mình vô không thể mở ra. Ở đây là phòng tắm ha. Mình bật đèn luôn coi. Nè, mình nghĩ là cái đèn nó nằm ở ngoài. Không phải. Bây giờ không biết cái đèn nằm ở đâu. Đây là nhà tắm. À, cái toilet nó nằm riêng quý vị. Cái nhà tắm ở bên này ha. Ixi nick wasi the lick van the wasi the lick van the bath camas. À, cái phòng vệ sinh này nó nằm riêng. À, cái kia là phòng, này là phòng tắm nó nằm riêng. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ giường hai người quý vị ha. Đây. Có cái bàn để mình ngồi view ra biển luôn quý vị. Ôi cái tủ lạnh bé xíu xiu, tất cả khách sạn 4 sao quý vị. Cái tủ lạnh có chút ép à. Đây có cái tivi, đây nước uống. Còn đây là mình mở cửa mình đi ra ban công, đi ra biển luôn á quý vị. Có cái đây tối mình ngồi uống nước đây mình ngắm ra biển vậy mình vô có thể review biển ban đêm với lại bữa sáng cho quý vị xem ha. Bây giờ mở cửa ra là đi ra biển nè quý vị. Oh, look so cool honey. Bây giờ mở cửa đi ra cái ban công là mình đứng ở ngoài biển luôn nè. Phía dưới kia có nhà hàng. Rồi cái nhạc này bây giờ tưởng tối nay là có thể coi được cái nhạc này. Nghe trên tivi nó nói là chương trình nhạc sống lớn lắm quý vị, nhưng mà đã trình diễn xong rồi. Hôm nay bây giờ tới là đã xong rồi. Phía trước mặt cái phòng Mio ở là có mấy đứa em bé nó chạy xe đạp vòng ở chỗ này nè. Có cái chỗ cho mấy đứa nhỏ nó chạy, nó mướn xe đạp xe Honda rồi nó chạy trên địa hình đó, địa hình dốc á. Có gì thấy mấy đứa nhỏ chạy không? Có gì nào Mio xuống đất Mio review nè, trước cái cửa phòng Mio luôn á. Rồi bây giờ Mio vô sắp xếp này kia nọ, sạc điện thoại rồi có gì Mio sẽ review cho quý vị xem ha. Phía bên này thì có hai cái tủ. Cái tủ đó mình đựng quần áo. Trong tủ có cái két sắt cho mình để đồ ha. Phía dưới này để dựng cái vali lên. Còn bên này chắc chắn là mình mùng mà. Bên này là mình gối á quý vị. Vô kéo nữa coi. Đúng rồi, bên này là chỗ để mình gối với lại máng đồ của mình lên trên. Giờ khách sạn nào thì cũng có trà, cà phê giống như thế này. Có cái bàn này cho mình ha. Rồi vậy là bây giờ Mio đã nhận phòng rồi. Mio sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn sau ha. Mio cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video. Xin mến chúc quý vị và các bạn ngày thứ bảy thật là vui vẻ, nhiều niềm vui.